Are you ready? How powerful is your imagination? Then Wonders is pleased to present Once, an enchanted storybook spectacular. Tôi là người cất giữ những câu chuyện, người bảo vệ trí tưởng tượng và cũng là người kể chuyện. Hàng thế kỷ đã trôi qua với biết bao câu chuyện được lưu giữ và kể lại. Đêm nay, tôi sẽ kể các bạn nghe một câu chuyện hấp dẫn nhất trong tất cả các câu chuyện. Song, câu chuyện này cần người viết tiếp hồi kết. Cuốn sách này là một bản anh hùng ca đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Nhưng chương cuối của cuốn sách không có gì ngoài những trang giấy trắng. Bởi lẽ, câu chuyện chưa bao giờ kết thúc. Nó đã chờ đợi hàng thế kỷ, chờ đợi một ai đó viết lên hồi kết bằng sức mạnh từ trí tưởng tượng bay bổng của họ. Để viết vào cuốn sách này, bạn cần hai thứ. Một cây bút đặc biệt được làm từ lông đuôi của một loài chim huyền thoại, chim phượng hoàng, và trí tưởng tượng của bạn. Cuốn sách đã chờ đợi ở đây từ rất lâu rồi, chờ đợi một người trong số các bạn. Nhưng hãy đề phòng lũ phù thủy. Hàng thế kỷ qua, mụ đã rất săn lùng cây bút làm bằng lông đuôi phượng hoàng này để biến câu chuyện của ánh sáng thành bóng tối. Tìm kiếm cây bút.